Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Cả hệ thống công quyền đàn áp tiếng nói trái chiều khiến xã hội trở nên cực đoan. Ngày 3 tháng 9, AFI Tiếng Việt bình luận vụ nam sinh đường lên đỉnh Olympia, công an vào cuộc là quá mức. Theo đó, Chu Ngọc Quang Vinh, học sinh lớp chuyên Anh, trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, tỉnh Yên Bái, là thí sinh từng đoạt vòng nguyệt quế của cuộc thi tháng 1, quý 1, đường lên đỉnh Olympia, đang là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên mạng xã hội mấy ngày qua. Và đây là hình bài trên AFA. AFA chỉ ra lý do khiến cộng đồng mạng đều biết đến Nam Sinh lớp 12 này. Câu chuyện bắt đầu từ status của Nam Sinh đang trên Facebook cá nhân, với nội dung bị cho là nói xấu đảng và tìm kiếm cơ hội để sống ở nước ngoài. Sự việc bị đẩy đến cao trào khi Quang Vinh bị công an tỉnh Yên Bái mời làm việc vào ngày hôm sau. Nam Sinh buộc phải viết một status khác trên Facebook, để xin lỗi về phát ngôn của mình. AFA dẫn chia sẻ của ông Nguyễn Trí Tường cho rằng, ở một xã hội mà dối trá cũng là một thứ trách nhiệm và tung hô trong dối trá cũng là một thứ bổn phận. Ấy vậy mà cháu ấy lại nói thật, thì sao chúng để cháu đó sống yên lành được? Theo trang AFA, Sở Giáo dục Yên Bái ngày 2 tháng 9 cho truyền thông nhà nước biết đã chỉ đạo trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành báo cáo nhanh sự việc, đồng thời cử cán bộ, giáo viên trực tiếp đến nhà học sinh Chu Ngọc Quang Vinh để nắm thêm tình hình. AFA dẫn nhận định của Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Dũng nói rằng Tôi thấy nếu có người cho cháu là dũng cảm hay chân thành hay cho là sai trái, bậy bạ, đó là bình thường, đó là ý kiến của từng người về một ý kiến của người khác. Nhưng điều động công an để mời người ta lên làm việc, tức là đặt ra vấn đề phạm pháp, thì cái đó quá sức xâm phạm đến quyền tự do suy nghĩ của người ta, cái đó là quá mức. Như vậy khiến cho cái nhìn của cháu đối với xã hội đã tiêu cực càng được củng cố thêm và điều đó cũng khiến cho người dân nhìn vào trường hợp này lại có cái nhìn không thiện cảm tới nhà nước. Cách ứng xử như thế là kém, có hại nhiều hơn có lợi. Và đây là hình thí sinh đường lên đỉnh Olympia, Chu Ngọc, Quang Vinh. AFA dẫn nhận xét của thầy giáo Đỗ Việt Khoa cho rằng chuyện này là quan điểm của cá nhân em ấy, chỉ có 16 người được chia sẻ và không hoàn toàn sai thì tốt nhất là im lặng nhưng lâu nay ở việt nam có nhiều quan chức mà cứ ai nói gì khác với các ông ấy thì bắt đầu ghét bùi dập dùng công an để triệu tập em ấy chỉ vì một việc rất đơn giản đã dẫn đến việc cả nước biết cả thế giới biết thì vô tình phơi bày lãnh đạo của việt nam thiếu dân chủ thay vì ủng hộ chính quyền thì bây giờ số đông lại quay sang phê phán chính quyền afa cũng dẫn ý kiến của luật sư vũ đức khanh từ canada Chúng ta khoan bàn đến nội dung phát biểu của bạn Quang Vinh đó đúng hay sai, điều chúng ta cần làm là phải tìm hiểu cho thật kỹ những ý kiến đó như thế nào và nên thảo luận một cách nghiêm túc và không thiên kiến. Luật sư Khanh cho rằng đây là thời khắc lịch sử của đổi mới lần thứ hai, một sự về đổi mới tư duy và thể chế chính trị trước thời đại mới. Ông nói tiếp: Chúng ta hiện chưa biết gì ở ngày mai, nhưng có một điều gần như chắc chắn là lòng dân chúng ta đang hướng tới một sự thay đổi tốt đẹp hơn cho đất nước, đặc biệt là trong giới trẻ. Các bạn ấy đang đặt lại vấn đề của đất nước và tìm giải pháp cho tất cả chúng ta. Cho nên chúng ta nên có tinh thần cầu thị, lắng nghe và trao đổi thẳng thắn, nghiêm túc hơn là dùng quyền hạn của người lớn, những người có quyền sinh sát trong tay để áp đặt quan điểm của chúng ta. Tôi hy vọng xã hội ta nên có tinh thần khoan dung và chấp nhận sự khác biệt để cùng nhau xây dựng mái nhà Việt Nam cho tất cả mọi người. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Cả hệ thống công quyền đàn áp tiếng nói trái chiều khiến xã hội trở nên cực đoan. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chống đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Bản đồ Việt Nam thiếu tỉnh Hà Giang và chuyện bán đất, nhượng biển của Cộng sản. Chuyện lãnh đạo Việt Nam cắt đất, nhượng biển cho Trung Quốc không có gì mới mẻ. Từ năm 2001, dư luận trong và ngoài nước đã bàn tán sôi nổi về bản Hiệp định Biên giới trên bộ và Hiệp định Phân định Vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Khi hai nước Việt Nam và Trung Quốc tổ chức cắm cột mốc bắt đầu từ Quảng Ninh sát biển và đi dần về phía Tây. Dư luận bất ngờ khi thấy cột mốc của ải Nam Quang ngày xưa sau đổi thành Hữu Nghị Quang đã không còn ở vị trí cũ mà bị đẩy lùi sâu vào nội địa Việt Nam đến vài cây số. Như vậy, câu đất nước ta liền một giải từ một Nam quan tới mũi Cà Mau đã không còn đúng nữa. Và đây là hình Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Ngày 4 tháng 9 năm 1958, Chính phủ Trung Quốc đơn phương đưa ra tuyên bố quy định lãnh hải của Trung Quốc là 12 hải lý, tức là bao gồm cả các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Vậy mà chỉ 10 ngày sau, ngày 14 tháng 9 năm 1958, Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã vội ký văn bản ghi nhận và hoàn toàn tán thành bản tuyên bố nói trên. Đây chính là cơ sở pháp lý để Hải quân Trung Hoa đánh chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa vào tháng 1 năm 1974 và sau đó là đánh chiếm nhiều đảo đá ngầm của Việt Nam trong quần đảo Trường Sa vào tháng 3 năm 1988. Đó là chưa kể đến tình trạng hiện nay, chính quyền buông lỏng quản lý để cho người Trung Quốc sở hữu vô số đất đai dọc bờ biển ở khu vực miền Trung, trong đó có cả các vị trí trọng yếu về vấn đề an ninh phòng thủ quốc gia. Quốc hội Việt Nam từng chất vấn Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng về 162.000 hectare đất người Trung Quốc đang sở hữu nhưng vẫn chưa có câu trả lời là một minh chứng. Nguồn tin nội bộ của Thời báo chấm đây mới tiết lộ một tin động trời. Đó là chính quyền Việt Nam đã thỏa thuận nhượng tỉnh Lào Cai cho Trung Quốc. Đổi lại, Trung Quốc sẽ đầu tư hai tuyến đường sắt là tuyến Côn Minh đến Lào Cai, Hà Nội đến Hải Phòng và tuyến Bắc Luân Móng Cái, Hải Phòng và Hà Nội. Và đây là hình bản đồ Việt Nam không có tỉnh Hà Giang. Theo giới thạo tin, thực chất Cuộc đổi chắc này có liên quan đến vấn đề đất hiếm, việc đầu tư hai tuyến đường sắt chỉ để đánh lạc hướng công luận. Chúng tôi chưa có điều kiện để kiểm chứng thông tin này. Ngày 1 tháng 9, báo Thanh niên đưa tin, MG Việt Nam dùng bản đồ thiếu tỉnh Hà Giang, dân mạng không tin là sự cố, bản tin cho biết hãng xe MG sử dụng bản đồ Việt Nam để quảng bá sản phẩm nhưng lại thiếu khu vực tỉnh Hà Giang. Điều đó đã vấp phải làn sóng phản ứng dữ dội của người Việt trên các nền tảng xã hội nhiều cư dân mạng phản ứng dữ dội khi cho rằng đây là một vụ việc nhạy cảm, có chủ đích liên quan đến chủ quyền quốc gia, chứ không hẳn là sự cố hay nhầm lẫn. Nhiều ý kiến nghi vấn và cho rằng tìm một cái bản đồ thiếu tỉnh Hà Giang còn khó hơn lên trời, vậy mà cũng làm được. Công luận đã lên tiếng kêu gọi mọi người cần cảnh giác trước những động thái liên quan đến chủ quyền quốc gia. Trong bối cảnh mối quan hệ Việt-Trung có nhiều dấu hiệu không còn nồng ấm như thời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Và đây là hình cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Tập Cận Bình. Có thể khẳng định những hành vi nhượng đất, bán biển hay bán nước xuyên suốt kéo dài hàng chục năm dưới chế độ cộng sản là những hành động có tính toán kỹ lưỡng mà mục đích chỉ vì quyền lợi cá nhân và phe nhóm. Những kẻ bán nước kia vẫn còn ngồi chởm chệ trên ghế quyền lực để phản dân hại nước như Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống. Mặc dù Đảng cố gắng bưng bít bằng cả hai bàn tay nhung và sắt, nhưng tiếng đồn vẫn âm ỉ và có nguy cơ bùng lên thành một làn sóng phản đối. Công luận khẳng định, thúng không úp nổi vòi, mọi bí mật rồi cuối cùng sẽ được bạch quá trong một ngày không xa. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Bản đồ Việt Nam thiếu tỉnh Hà Giang và chuyện bán đất, nhượng biển của Cộng sản. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.